Ở đây người ta cho chúng ta là phenin acetat đi tới dùng với NaOH. Số mol NaOH ở đây là 0,05 mol. Phenin acetat là CH3 COO C6H5. Chúng ta đi tới dùng với NaOH. Chúng ta thấy tỷ lệ mol ở đây là 2 và 5, tức là cái NaOH chia cho số mol của este thì nó sẽ bằng 2,5 lớn 2. Điều này chứng tỏ là NaOH chúng ta phân hết. NaOH chúng ta phân với tỷ lệ mol là 1,2. Khi đó chúng ta tạo thành CH3COONa cộng cho C6H5ONa cộng cho H2O. Rồi, số mol ở đây là 0,02. Như vậy NaOH phân đây là 0,04. Như vậy điều chứng tỏ là NaOH ở đây dư. Dư là 0,01. Như vậy chuyển qua đây là NaOH dư 0,01. Chuyển qua đây là 0,02 này. 0,02. 0,02. Điều rồi chúng ta là tính khối lượng rắn thu được. Rắn là ba này. Đây, cái này là rắn đây. Này không? Đây là m gam. Như vậy để tính được khối lượng rắn thì chúng ta đi bảo toàn khối lượng thôi. Được chưa? Chúng ta đi bảo toàn khối lượng. CH3COC6H5 m lớn ở đây là bằng 136. Chúng ta có 136 nhân cho 0,02 cộng cho tổng số mol NaOH đây là 0,05 nhân cho 40. Rồi bằng m cộng cho 18 nhân cho mol nước là 0,02. Từ đây chúng ta tính được m bằng 4,36 gam. Như vậy có đúng bây giờ mình chọn là của D.